Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 10 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trưa ngày 4 tháng 10 năm 2024 theo giờ địa phương, tại lâu đài Villers-Cotterêts, Cộng hòa Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký Pháp ngữ Louis Muchy-Kiwabo chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các trưởng đoàn tham dự khai mạc hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Thông tin chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Thưa quý vị, trong 2 ngày 4 và 5 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm và luôn sẵn sàng chung tay cùng với cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức, đóng góp vào một tương lai hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển bền vững như mục tiêu mà hội nghị cấp cao Pháp ngữ hướng tới. Cộng đồng Pháp ngữ có tên chính thức là Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã trở thành mái nhà chung của 88 thành viên và quan sát viên, quy mô dân số khoảng 1,2 tỷ người, chiếm 16% tổng sản phẩm trong nước GDP và 20% thương mại toàn cầu. Việt Nam gia nhập tổ chức này từ năm 1979, mà khi đó là cơ quan hợp tác văn hóa và kỹ thuật. Từ đó đến nay, quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được cải thiện và phát triển. Đến nay, Việt Nam đã có trao đổi thương mại với 44 trên 54 quốc gia thành viên chính thức của OIF. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam với các nước thành viên OIF đạt 16,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,15% so với cùng kỳ năm 2023. Tại Việt Nam, Tổ chức Đại học Pháp ngữ có văn phòng đại diện khu vực châu Á Thái Bình Dương từ năm 1992 và cho tới nay đã có 47 trường đại học của Việt Nam là thành viên. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt của cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào các hoạt động chung của cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Chủ trì buổi gặp mặt giữa Thường trực Chính phủ với các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ và các bộ, các ngành, địa phương thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện 5 tiên phong để phát triển lớn mạnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu chia sẻ câu chuyện trong kinh doanh và vai trò xã hội của doanh nghiệp, kiến nghị, đề xuất, tham mưu, hiến kế cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp phát triển, xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng và tự hào về doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để phát triển lớn mạnh, trưởng thành và đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ và các bộ ngành tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện 5 tiên phong, gồm tiên phong trong thúc đẩy 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, tiên phong góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tiên phong trong xây dựng, quản trị doanh nghiệp hiện đại, và tiên phong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác an sinh xã hội. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024-2029 có chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 10 với sự tham gia của gần 1.400 đại biểu. Đây là thông tin được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết tại buổi họp báo về đại hội diễn ra vào sáng qua tại Hà Nội. Tại họp báo, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, văn kiện đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương mới của Đảng, từ cơ sở lấy ý kiến rộng rãi các ngành, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân và có những điểm mới nổi bật. Nổi bật nhất là cái sự đổi mới, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, nhưng trong đó có một cái hết sức quan trọng, đó là hướng mạnh về cơ sở. Và tôi cũng xin dừng lại mở ngoặc một chút, vừa rồi tôi cũng thông tin đến quý vị là những một vài cái chỉ tiêu cụ thể trong hệ thống chỉ tiêu mà Đại hội 10 mà Trần Tục Việt Nam đề cập đến thì đó chính là đổi mới trong hoạt động. Dự kiến đại hội sẽ triển khai 6 chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, các công tác chuẩn bị cho đại hội như công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đại hội,
và sửa đổi điều lệ, công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị hậu cần đã được chuẩn bị chu đáo và hoàn tất. Lần đầu tiên có mở rộng thế đoàn chủ tịch cơ cấu, các vị là một số các vị là người đứng đầu các cái ban chuyên môn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đấy cũng là lần mới mà các nhiệm kỳ trước là chưa có. Cần có chuyên gia, từ những người có kiến thức chuyên môn trên các lĩnh vực để tham gia góp phần với mặt trận cùng với Đảng, Nhà nước để xây dựng, hoàn thiện các cái thể chế, các cái chủ trương, chính sách, pháp luật. Đại hội dự kiến có gần 1.400 đại biểu tham dự, trong đó đại biểu chính thức là 1.052 đại biểu và có 300 đại biểu khách mời. Đại biểu trẻ tuổi nhất là bà Thị Hà, 20 tuổi, cá nhân tiêu biểu dân tộc Stiên, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, 95 tuổi, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, lực lượng Công an Nhân dân đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đây là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý 3 năm 2024. Trong quý 3, lực lượng Công an triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội. Theo đó, điều tra khám phá 10.850 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý hơn 21.500 đối tượng, triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm ma túy, phát hiện bắt giữ hơn 7.100 vụ với gần 12.500 đối tượng. Lực lượng Công an cũng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, theo dõi chỉ đạo phát hiện 253 vụ. Công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được Bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt, trong ứng phó với cơn bão số 3 và mưa lũ, lực lượng Công an đã huy động hơn 150.000 lượt cán bộ chiến sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 3 cán bộ chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh, hàng chục đồng chí bị thương. Đại diện Cục Cảnh sát điều tra phạm tội kinh tế tham nhũng buôn lậu cho biết, tội phạm tham nhũng rất tinh vi, người phạm tội có trình độ, do đó rất khó phát hiện. Và cái kết quả công tác phòng chống tham nhũng đã giúp coi như là cái công tác chỉnh đốn đảng, để chỉnh đốn lại cái trật tự, để quản lý kinh tế và xã hội và đạt thành tựu rất là cao. Cái tội phạm tham nhũng đã bị xử lý thì có chiều hướng là giảm. Thông tin về diễn biến điều tra các vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, dự án Sài Gòn, Đại Ninh, đại diện Bộ Công an cho biết đây đều là những vụ án lớn rất phức tạp. Nhưng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra và phấn đấu sớm kết luận điều tra trong quý 4. Cần có thêm giải pháp về cảnh báo tình hình thiên tai cũng như tăng cường biện pháp về kỹ thuật để giúp cho việc cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả cao hơn. Đó là ý kiến của cử tri quận 10 tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị số 4, trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 gồm các đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trần Hoàng Ngân, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã thông báo với cử tri về nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Thời gian kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, được chia làm hai đợt theo hình thức tập trung tại Tòa nhà Quốc hội. Cử tri quận 10 cũng đã gửi gắm nhiều ý kiến đến Tổ đại biểu Quốc hội liên quan đến các vấn đề như quy định về siết chặt luật khoáng sản, luật công nghệ số, có thêm những chế độ chính sách đối với giáo viên theo luật nhà giáo, cũng như việc điều chỉnh áp mức thuế suất 15% đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 gồm các đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận nhất trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Cử tri đề nghị chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan cần quan tâm hơn đến việc xây dựng các bãi đỗ xe công cộng phục vụ cho nhu cầu phát triển dịch vụ du lịch, khám chữa bệnh trên địa bàn quận nhất. Trao đổi với các ý kiến của cử tri, đại biểu Đỗ Đức Hiển cho biết, Nghị quyết 98 đã có nội dung cấp phép tạm thời cho các khu đất trống thuộc nhà nước quản lý, xây dựng thành các bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng phục vụ cho nhu cầu phát triển của thành phố. Liên quan đến việc quản lý kiểm soát hóa chất đặc biệt, chính phủ đang trình Quốc hội luật hóa chất sửa đổi.
kết nạp 218 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2024 là kết quả nổi bật mà Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong 9 tháng đầu năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ khối và các đơn vị trong khối đã chủ động triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều kết quả. Doanh thu ước đạt 100,4% kế hoạch, lợi nhuận ước đạt 60,4% kế hoạch năm 2024. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức thành công chương trình Ngày hội kết nối thương hiệu sử dụng sản phẩm trong ngành, nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài khối khi tham gia chương trình. Trong các tháng còn lại của năm 2024, các đảng ủy khối tập trung vào một số nhiệm vụ như rà soát lại các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tập trung thực hiện công tác kiểm điểm và đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đánh giá chất lượng đảng viên năm 2024, chuẩn bị các nội dung, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ, tiến tới đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Chuyển sang một điểm báo, báo Sài Gòn Giải Phóng sáng nay có bài viết về hạ tầng giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang chuẩn bị đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 13 theo hình thức BOT, áp dụng cơ chế từ nghị quyết số 98. Dự kiến quốc lộ 13 sẽ được mở rộng lên 53-60m, quy mô 6-8 làn xe với tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Hiện dự án đang được nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý 4 năm 2024 và khởi công vào đầu năm 2025. Bốn tuyến đường khác cũng được nâng cấp mở rộng, gồm quốc lộ 1, quốc lộ 22, đường trục Bắc Nam, cầu đường Bình Tiên. Ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, cơ quan quản lý đang đề xuất bổ sung đối tượng chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tạm hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế chây ì. Để hạn chế những rủi ro nêu trên, các chuyên gia cho rằng các chủ doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định, nâng cao ý thức tuân thủ về pháp luật thuế. Bên cạnh đó, cần xây dựng các quy định kiểm soát rủi ro về hóa đơn và hoạt động của doanh nghiệp, từ đó góp phần kiểm soát việc thực hiện kế hoạch thuế theo chiến lược dài hạn. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm ngày 4 tháng 10, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố nước này và các đồng minh trong khu vực sẽ không lùi bước trước Israel. Ông cũng cho biết vụ tấn công bằng tên lửa của Tehran vào đây nhắm vào Israel là hợp pháp và chính đáng và là hình phạt tối thiểu cho tội ác của Israel. Phát biểu trước đám đông người cầu nguyện tại thủ đô Tehran, Đại giáo chủ Khamenei nói Iran sẽ không chần chừ hay hành động vội vàng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc đối đầu với Israel. Trước đó, hôm 1 tháng 10, Iran đã phóng loạt tên lửa vào Israel để trả đũa các vụ tấn công, được cho là của Israel vào thủ đô Beirut của Liban vài ngày trước đó, làm thiệt mạng lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah và vụ ám sát thủ lĩnh nhóm Hamas Ismail Haniyeh hồi tháng 7. Israel chưa phản ứng về cáo buộc này. Đây là lần đầu tiên Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei chủ trì buổi cầu nguyện thứ 6 trong vài năm qua. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Khamenei xuất hiện trước công chúng sau khi Iran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel hôm 1 tháng 10. Cũng trong ngày 4 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến thủ đô Beirut của Liban để gặp Thủ tướng lâm thời Najib Mikati. Ngoại trưởng Iran nói chuyến thăm của ông tới Liban là để tái khẳng định rằng Tehran sẽ luôn sát cánh cùng người dân Liban. Ông Araghchi cũng kêu gọi các nước trong khu vực ủng hộ Liban. Ngoài ra, ông Araghchi cũng hứa sẽ trả đũa mạnh mẽ hơn nếu Israel tấn công Iran để đáp trả vụ tấn công hôm 1 tháng 10. Tối ngày 4 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố chiến dịch quân sự ở Liban sẽ tiếp tục cho đến khi Israel loại bỏ được các phương tiện chiến đấu của quân địch. Theo ông Gallant, Israel còn rất nhiều thứ bất ngờ trong kho vũ khí của mình. Trước đó, cùng ngày, Israel thông báo đã giết chết Mohammad Rashid Sakafi, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Hezbollah, trong cuộc tấn công vào Beirut hôm 3 tháng 10. Bên cạnh đó, một vụ tấn công của Israel cũng đã cắt đứt tuyến đường bộ từ Liban qua Syria mà hàng trăm người đã sử dụng để tháo chạy. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết ít nhất 28 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong ngày 3 và 4 tháng 10 tại Liban. Theo Tổng giám đốc WHO, từ khi xung đột Hezbollah-Israel nổ ra hôm 23 tháng 9, hơn 1.600 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di rời ở Liban.
37 cơ sở y tế đã bị đóng cửa ở miền Nam Liban, trong khi tại Beirut, 3 bệnh viện đã buộc phải sơ tán toàn bộ nhân viên và bệnh nhân. Trong khi đó, hãng tin Al Jazeera cho biết lực lượng lao động nước ngoài, kể cả sinh ra và lớn lên ở Liban, đều không nhận được sự hỗ trợ từ chương trình giúp đỡ của chính quyền trong thời chiến. Hôm ngày 4 tháng 10, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc, bao gồm cả với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, theo ông Peskov, hiện Nga và Mỹ chưa bàn về vấn đề tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo. Trước đó, hôm 3 tháng 10, nói với hãng thông tấn TASS của Nga, ông Biden nói vẫn có khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Brazil vào tháng sau. Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga tại các cuộc hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru để bàn về vấn đề ở Ukraine và an ninh quốc tế. Thế nhưng Tổng thống Mỹ cũng nghi ngờ về khả năng tham dự các sự kiện này của Tổng thống Nga. Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra ở Brazil từ ngày 18 đến 19 tháng 11, còn hội nghị thượng đỉnh APEC theo lịch sẽ được tổ chức tại Peru từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 11. Thưa quý vị, liên tiếp các siêu bão hoành hành khắp thế giới trong tháng 9 vừa qua gây ra những thiệt hại nặng nề về nhân mạng và vật chất của cải. Giới chuyên gia nhận định các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu trong bối cảnh năm 2024 nhiều khả năng sẽ là năm nóng nhất lịch sử. Đây sẽ là nội dung đề cập của chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ trong vòng một tháng, hai cơn bão mạnh là Yagi và Helene đã gây thiệt hại nặng nề về cả sinh mạng lẫn vật chất ở nhiều quốc gia. Hàng trăm người thiệt mạng, hàng tỷ đô la Mỹ thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Bão Yagi là cơn bão mạnh nhất mà châu Á ghi nhận trong năm nay, đồng thời là cơn bão mạnh thứ hai thế giới tính tới hiện tại sau siêu bão Beryl tại Mỹ cuối tháng 6 vừa qua. Chỉ trong hai ngày, bão nhiệt đới Yagi từ cấp 8 mạnh lên cấp 16 trở thành siêu bão. Cơn bão quét qua miền Bắc Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar, gây lở đất và lũ lụt nghiêm trọng, khiến hơn 600 người thiệt mạng trên khắp khu vực, theo số liệu chính thức do các quốc gia công bố. Chỉ riêng ở nước ta, tổng thiệt hại kinh tế do bão Yagi và hoàn lưu bão ước tính sơ bộ trên 81.000 tỷ đồng, tương đương với gần 3,3 tỷ đô la Mỹ. Cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, siêu bão Helene tàn phá khu vực đông nam nước Mỹ khi quét qua các bang Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Alabama và Virginia. Trong vòng một tuần, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên hơn 200 người, thiệt hại kinh tế lên tới 160 tỷ đô la Mỹ. Helene là cơn bão gây chết người nhiều thứ hai tại đất liền Mỹ trong khoảng 50 năm qua sau cơn bão Katrina vào năm 2005 khiến hơn 1.300 người thiệt mạng. Cố vấn an ninh nội địa Mỹ Lee Sigurd Randall cho biết số người chết do bão Helene có thể lên đến 600 người. Mức độ tàn phá của cơn bão dần xuất hiện sau khi nước lũ rút. Hơn 150.000 hộ gia đình đã đăng ký nhận hỗ trợ từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ. Một tuần sau khi cơn bão đi qua, hơn 1.300.000 người vẫn sống trong cảnh mất điện tính đến ngày 3 tháng 10. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quá trình xây dựng lại những nơi bị ảnh hưởng nặng có khả năng sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ và kéo dài nhiều năm. Trong những năm gần đây, cụm từ biến đổi khí hậu đã quá quen thuộc. Đi cùng với nó là sự xuất hiện của hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng nghiêm trọng, hạn hán kéo dài và bão lũ ngày càng dữ dội, khó dự đoán. Tổ chức Khí tượng Thế giới đã nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không chỉ liên quan đến khả năng xuất hiện các cơn bão lớn, mà còn liên quan đến sự gia tăng trực tiếp sức mạnh hủy diệt của chúng. Những cơn bão gần đây nhất có một điểm chung là bất ngờ trở nên dữ dội khi di chuyển trên biển và vượt qua nhiều kỷ lục. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các đại dương nóng lên do biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão mạnh lên nhanh hơn. Khi bề mặt đại dương ấm lên, không khí phía trên cũng ấm lên, khiến nước được đưa lên cao để tạo thành mây. Cùng lúc đó, vùng áp suất thấp bên dưới bị bỏ trống, khiến nhiều không khí hơn tràn vào. Khi các hệ thống này tích tụ, dòng bão được hình thành. Trong trường hợp không có gió mạnh phá vỡ nó, hệ thống sẽ mạnh lên thành bão. Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy những thay đổi về mô hình lượng mưa trên toàn thế giới. Điều này cũng có thể dẫn đến các cơn bão nhiệt đới mạnh hơn. Các vùng biển trên thế giới vẫn đang ấm lên bất thường trong hơn một năm qua.
nhiệt độ bề mặt biển trung bình vào tháng 8 2024 đạt 20,88 độ C, mức cao thứ hai từng được ghi nhận, và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng 7 năm 2023. Có một sự liên kết rất rõ ràng giữa những biến đổi khí hậu và sự mạnh lên của các cơn bão. Trái đất ấm lên và các cơn bão cũng mạnh lên qua các năm. Chúng tôi nhận thấy là số lượng bão nhiệt đới có phần giảm đi, nhưng cường độ lại ngày một mạnh lên. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, ngay cả trong kịch bản trái đất ấm lên vừa phải, tức là khi thực sự cắt giảm khí thải nhà kính, thì cường độ bão trung bình vẫn sẽ tăng thêm 14% vào năm 2100. Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng dày đặc, các biện pháp ứng phó thiên tai trở thành ưu tiên hàng đầu để bảo vệ mạng sống con người và tài sản. Những giải pháp này bao gồm công nghệ tiên tiến như ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong dự báo thời tiết, cho tới các hầm ngầm chứa nước mưa để giảm tải cho hệ thống thoát nước và ngăn chặn ngập lụt đô thị. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc đang hợp tác với các nhà khoa học của Đại học Oxford, Vương quốc Anh để phát triển một hệ thống dự báo thời tiết bằng AI. Dự án hiện đang được thử nghiệm tại khu vực sừng châu Phi. Bằng cách phân tích dữ liệu vệ tinh của các đám mây và nhiệt độ xung quanh chúng, AI có thể dự báo thời tiết cực đoan sắp diễn ra hay không. Tuy nhiên, để làm được điều đó, hệ thống cần phải trải qua quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu theo thời gian. Đây là cách tiếp cận kết hợp, trong đó AI sẽ đảm nhận những công việc mà các mô hình hiện có thiếu hụt sự hiểu biết hoặc vấn đề quá phức tạp. Hệ thống dự báo thời tiết bằng AI sẽ được xây dựng dựa trên cách tiếp cận bằng dữ liệu. Theo các chuyên gia, hệ thống dự báo bằng AI có thể đưa ra cảnh báo trong 48 giờ. Sau đó, cảnh báo sẽ được gửi đi thông qua tin nhắn, email, phát thanh và truyền hình. Ở thời điểm hiện tại, rất khó để dự báo thời tiết ở khu vực sừng châu Phi do điều kiện tự nhiên dễ thay đổi và thiếu hụt các trạm quan trắc ghi nhận dữ liệu thời tiết. Dự báo thời tiết bằng AI chỉ mới được vận hành thí điểm ở Kenya và Ethiopia. Các chuyên gia đang tìm cách mở rộng ra một khu vực rộng hơn. Năm nay, thủ đô Tokyo của Nhật Bản hứng chịu những đợt mưa lớn bất thường, khiến hệ thống xử lý nước thải phải làm việc hết công suất để rút và tháo nước, tránh gây ngập kéo dài cho các khu dân cư. Làm được điều này là nhờ hệ thống chứa và xử lý nước thải ngầm dưới lòng đất. Tất cả 59 cây cột bê tông này nằm trong hệ thống chứa và xả nước lụt ở siêu đô thị Tokyo. Mỗi cây cột nặng 500 tấn, rộng 13 mét, cao gần 20 mét, giúp chống đỡ bể ngầm xử lý nước thải. Nó còn có hệ thống dẫn nước dài 4.500 mét để dẫn nước thải khắp Tokyo về đây mỗi khi mưa lớn. Dù vậy, những trận mưa lớn bất thường vẫn khiến nhiều nơi ở thành phố bị ngập cục bộ. Công trình này đã 23 năm tuổi và nó vận hành tổng cộng 147 lần, nghĩa là 7 lần một năm. Chỉ mà trong tháng 6 vừa qua, nó đã vận hành đến 4 lần gây thoát nước quy mô lớn. Biến đổi khí hậu sẽ làm các trận mưa lớn và bất thường xảy ra thường xuyên hơn. Chúng tôi đang cải tạo và củng cố công trình thoát nước này để đảm bảo an toàn cho cư dân Tokyo. Lần mới nhất hệ thống thoát nước ngầm được kích hoạt là vào ngày 30 tháng 8 vừa qua, khi Tokyo đón nhận lượng mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão Sansan. Lượng nước mưa thoát ra sông Edogawa là gần 5 triệu mét khối. Trước diễn cảnh biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục kéo dài, Sở cấp thoát nước Tokyo đang duy tu bảo dưỡng hệ thống để đối phó với các trận mưa lớn trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển, vốn dễ bị tổn thương hơn trước thảm họa thiên tai. Một khảo sát mới đây do Liên Hợp Quốc thực hiện với người dân ở 77 quốc gia, đại diện cho 87% dân số thế giới, cho thấy cứ 5 người được hỏi thì có 4 người muốn đất nước của họ tăng cường các cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Đến đây thì thời lượng dành cho Nhìn ra thế giới đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trở lại với phần tin trong nước, Ủy ban Nhân dân quận 3 tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ TB24 trên địa bàn quận 3. Theo báo cáo, trong thời gian tổ chức tập luyện, diễn tập và thực binh, các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Qua diễn tập, thể hiện rõ sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, công an với các phòng ban, đơn vị. Công tác chỉ đạo được triển khai hợp lý. Các đơn vị phòng ban đã thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án cụ thể của từng vị trí trước những tình huống phát sinh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Các báo cáo tham luận nêu rõ những điểm mạnh, điểm hạn chế nhằm rút kinh nghiệm sâu sắc, tiến đến nâng cao trình độ, năng lực của các đơn vị. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, Ủy ban Nhân dân phường 13 quận Tân Bình đã ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ, hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn 25 khu phố. Đây cũng là lần đầu tiên mô hình này được triển khai, tạo chuyển biến tích cực cho người dân sinh sống tại đây. Hệ thống phòng cháy chữa cháy với đầy đủ các thiết bị chữa cháy cần thiết, các buổi tập huấn thường xuyên và chỉnh chu từ các cán bộ chuyên môn. Đó là hình ảnh được ghi nhận tại tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, khu nhà trọ 55 Bình Giả, phường 13, quận Tân Bình. Thành lập tổ liên gia phòng cháy tôi thấy là cũng nâng lên được một bước và mình phải ý thức là phòng cháy chữa cháy. Nếu mà có cháy xảy ra thì nó cũng ứng phó báo động kịp thời. Ban đầu thì mình tưởng là mình tốn rất nhiều chi phí. Nhưng mà về lâu về dài thì mình thấy là nhiều khi mà trường hợp mà xấu nó xảy ra, chẳng hạn như là cháy về trong phòng rồi, nhiều khi mình không có đây nhưng mà nó sẽ tự động, nó sẽ phát tín hiệu. Thì đây là một cái tiêu điểm để mà khẩn trương vận động nhân dân thành lập được nhiều cái tổ liên gia trong cái địa bàn khu dân cư. Một cái hộ nhiều phòng đấy thì chúng ta cũng nên là trang bị ít nhất là một tổ liên gia. Các khu nhà trọ thường có sức chứa rất lớn, lên đến hàng chục hộ gia đình cùng sinh sống. Trong khi mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thông thường ở khoảng từ 5 đến 15 hộ liền kề nhau, do đó việc thành lập mô hình này ở khu nhà trọ là rất cấp thiết. Các cái tổ liên gia thì thường xuyên được Ủy ban dân phường cũng như ban chỉ đạo phòng cháy cháy của phường tổ chức là diễn tập, rồi tập huấn, thì cơ bản các cái tổ liên gia cũng biết sử dụng được các cái thao tác về cái sử dụng cái bình chữa cháy kịp thời trong cái thời khắc mà thời điểm vàng. Phường 13 quận Tân Bình cũng sẽ ra mắt thêm 25 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, bổ sung vào tổng số 84 tổ liên gia hiện hữu trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 23 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy. Trong thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân đã đầu tư kinh phí mua sắm các trang thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy, củng cố và xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đáp ứng công tác phòng cháy chữa cháy ban đầu. Việc huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy định kỳ hàng năm ở nhiều đơn vị đã đi vào nền nếp. Thời gian tới, quận Bình Thạnh tiếp tục chấn chỉnh quyết liệt hơn nữa tình trạng vi phạm pháp luật và các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, nguy cơ tiềm ẩn cháy vẫn còn. Nhận thức của người dân ở một số nơi còn hạn chế, trong đó thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ. Ngay sau buổi lễ, các lực lượng tham gia diễu hành trên một số tuyến đường chính trên địa bàn quận nhằm tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhân dân. Nhằm cung cấp kiến thức để giúp cho người Việt Nam có chế độ ăn uống lành mạnh hơn bằng cách tăng cường ăn rau củ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV TMS phối hợp cùng với trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và QP Việt Nam tổ chức sự kiện Salad First, hãy bắt đầu bữa ăn bằng rau. Đây là hoạt động truyền tải thông điệp sống xanh hướng đến cộng đồng xã hội với mong muốn mang đến nhiều kiến thức thú vị và bổ ích về rau củ đến với mọi người, nhất là giới trẻ. Những chia sẻ của các diễn giả cùng với các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, giúp sinh viên hiểu thêm về tầm quan trọng của rau củ. Việc ăn rau củ quả trong bữa ăn không chỉ cân bằng lượng calo, mà còn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, ăn rau trước khi ăn các món chính sẽ giúp tăng cường cảm giác no, kích thích dịch vị, kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Rau là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất cũng như chất xơ, có vai trò điều hòa sức khỏe của cơ thể. Ở Nhật Bản nên ăn ít nhất 350g rau mỗi ngày, nhưng ở Việt Nam lượng rau tiêu thụ hàng ngày là khoảng 230g là không đủ. Thông qua sự kiện Salad First, chúng tôi tiếp tục gửi đi thông điệp mọi người nên ăn rau nhiều hơn và mở rộng văn hóa ẩm thực ăn rau trong salad. QP sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào thói quen ăn uống phong phú và lành mạnh của người Việt thông qua các món salad. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sôi nổi, hấp dẫn, thiết thực tại sự kiện Salad First, sinh viên đã được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích như nên bổ sung bao nhiêu rau là đủ, cách sơ chế chế biến rau củ quả an toàn, đảm bảo tối đa hàm lượng chất dinh dưỡng bên trong, nên ăn rau củ quả vào thời điểm nào trong bữa ăn là tốt nhất.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.